Thì cái thông tin mà lên trên báo chí mà các ông nội này cũng nói là những người trong đó đều có liên quan huyết thống với ông Lê Tùng Vân, dựa vào đâu? Dựa vào đâu để nói điều đó? Bên Thiền Nam họ đồng ý đi đi thử thì đi nay chưa? Mà có lý do nói giờ là chung huyết thống. Hay là trong cái giai đoạn mà chính quyền ở dưới đó đưa cái mười mấy người trong Thiền Nam đi cách ly, mà quý vị nào đi cách ly cũng biết là đâu ai lấy máu quý vị đâu, đúng không? Mà những người trong Thiền Am bị lấy máu, tức là anh làm điều đó bất hợp pháp, không có sự đồng ý của tôi. Bây giờ anh dám lên tuyên bố không? Bây giờ trong hai cái option thôi, một anh có lấy máu tôi đi thử này bất hợp pháp, chưa được sự đồng ý của tôi, anh phạm pháp. Hai, cho dù là tôi có quan hệ huyết thống hoặc là những người đó có quan hệ huyết thống với lại ông Lê Tùng Vân, sư phụ tôi riêng nữa, anh dám công bố không? Anh dựa vào đâu nói, hiểu không? Người ta đâu có đồng ý đi 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 khám đi nay đâu, mà anh lấy lý do gì, anh dựa vào đâu anh nói là những cái người đó có liên quan huyết thống với nhau? Còn mà là tên những cái cô sư cô mà trên giấy tờ là mẹ của các đứa bé đó thì tôi đã phân tích một lần rồi, đúng không? Ngoại trừ trường hợp phải có cái giấy chứng sinh rằng cái cô đó đã nằm trong bệnh viện sinh ra đứa bé đó thì mới gọi là mẹ ruột. Còn mẹ trên giấy tờ là biết bao nhiêu trường hợp họ đứng ra họ nuôi con thì họ đứng tên làm mẹ luôn, cũng đâu có sao. Làm sao mà nói là đó là mẹ ruột hay không mẹ ruột? Chỉ có ông làm giấy tờ mới biết thôi chứ mình làm sao mình biết. Nhưng mà lúc mà làm giấy chứng giấy khai sinh đó là phải là giấy có giấy chứng sinh của bệnh viện hoặc là giấy nhận cho làm con nuôi, chứ đâu phải là chính muốn đứng tên được chính chi xác phải đúng luật, chính chứ đâu phải xác là muốn đứng tên đâu. chính xác cho nên cái vấn đề là tôi mới nhấn mạnh ở chỗ là cái giấy khai sinh của đứa trẻ đó là chỉ có cái ông làm giấy khai sinh ông mới biết mẹ ruột hay mẹ nuôi. Tại vì khi mà anh nộp vô là một là giấy chứng sinh, hai là giấy nhận con nuôi, đúng không? Anh nộp giấy tờ nào thì đúng là chứng minh được rõ là quan hệ mẹ con là ruột hay là nuôi, chứ làm sao mà anh dựa vào giấy khai sinh mà anh nói đây là mẹ ruột? Thì nếu mà cơ quan chức Cho năng họ điều tra thì họ sẽ hỏi những người có giấy tên, giấy khai sinh có tên, mà họ ra ủy ban chỗ cấp giấy khai sinh đó, họ ta hỏi thôi, dễ mà. thì đúng rồi, nhưng mà tôi hỏi ông nè, mấy đứa trẻ trong đó mà dựa vào cái giấy khai sinh họ nói ha, còn Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên, Huyền Trân, Huyền Trang, ông dựa vào đâu ông nói con ruột ông Lê Tùng Vân hả? Người ta nói thì người ta nói là về cái vóc dáng rồi cái nhân dáng cái mặt khuôn mặt thôi. Ôi vớ vẩn, cứ vớ vẩn, có những người không hề có máu mủ gì mà nhìn y chang nhau thì sao? Sao mà dựa vào cái gọi là chủ quan, cái phiến diện của mình mà đi suy luận vậy được không? Nó phải dựa vào cơ sở khoa học, giấy tờ giấy trắng mực đen rõ ràng. Đừng có nói mà không không như vậy. Tôi nói ôi tôi thấy người kia sao giống tôi quá. Tôi nói thiệt với ông, cái gương mặt của tôi đi ra đường bao nhiêu người nói tôi giống người này giống người kia, không lẽ là anh chị em của tôi hết hả? Trời ơi. À, Chuyên thấy cái nhân vật mà chẳng hạn như đây đây để mình coi, chờ đi, cái nhân vật mà Hoàng Nguyên với Kỳ Duyên á là y chang luôn. Hoài Nguyên với ai? Hoàng Nguyên với Kỳ Duyên, để mình mà để bây chú bóc lên cho mọi người coi nha. Rồi Chuyên cứ nói tiếp đây, là mình sẽ bóc cái hình lên. Vẫn là ông dựa vào cái cảm nhận chủ quan của ông nói người ta là anh em. Còn một khi mà chưa thử không không DNA, không 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 chưa phải có là nhìn không thấy phải cái không giấy phải chứng không phải sinh. chủ quan của tôi, mà của những người, của khán giả, của những người mà người ta muốn, người ta đưa ra thông tin đó. Nhiều người cộng đồng mạng chứ phải là vị chú nói. Mình chỉ theo dõi những câu chuyện này qua mạng mình thấy thôi, thì mình đưa thông tin ra Cho dù họ có nói chăng nữa vẫn là ý chí chủ quan của họ, chứ còn nếu mà nói chuyện mà ra pháp luật hay là muốn 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 một sự việc đúng sai chính xác á, phải dựa vào giấy tờ, dựa vào cái kết quả xét nghiệm thôi thì lúc đó mới tin. Chứ còn người giống người mà thế gian này quá là nhiều, đâu có hiếm đâu quý vị ha. Còn đã trong đầu mình đã có nghĩ rằng cái này tụi nó có liên quan với nhau, tự nhiên mình thấy nó giống nhau à, cho nên những lời nói đó không đáng để mà gọi là
gọi là bằng chứng xác thật hay gì hết á, không có đáng tin. Mà câu chuyện của Thiền Am, tôi nói thật, cho đến tận phút này á, họ cũng chưa làm hại một ai ha, họ cũng chưa vi phạm pháp luật gì, có chứng cứ hay bằng chứng rõ ràng thì pháp luật cũng chả làm gì được họ, và cả những cái ý kiến mà gọi là chống đối họ cũng chả làm gì được họ. Chị quý vị cứ lên nói đi, quý vị càng nói người ta càng tăng sức, người ta càng xây nhà càng cao, tụi trẻ vẫn vô tư sống vui vẻ mỗi ngày, thì quý vị nói làm chi cho tốn nước miếng vậy? Còn á, mà nói mà lừa đảo hay gì đó thì bây giờ nói thẳng luôn, lúc trước chưa biết quý vị còn bán tín bán nghi, bây giờ người ta thông báo rộng rãi vậy rồi nhưng mà vẫn có khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ người ta, cho tiền cái đó là quyền của người ta, quý vị làm gì được, quý vị đâu làm gì được. Quý vị không thích thì quý vị đừng cho, quý vị không thích quý vị đừng nghe, đúng không? Chứ làm sao quý vị muốn phải là Thiền Nam phải bị xử lý cái kia, có hại ai đâu mà Thì đúng xử rồi, lý cái gì. thì đúng rồi, bây giờ nếu mà khán giả nào mình thường quân nào biết được câu chuyện rồi mà vẫn ủng hộ thì đó là quyền của họ, nhưng mà những mạnh thường quân mà trước đó nghe mà người ta không biết mà câu chuyện đó mà người ta bây giờ người ta muốn lấy lại tiền đó, người ta có quyền, tại vì người ta nói người ta cho, người ta không biết câu chuyện như vậy người ta cho vô lý, đúng không? Không ai ép quý vị cho hết đó, quý vị mang tiền tới quý vị cho người ta cho đã, giờ quý vị chia tay đòi quà hả, giống chị hai cùng cụng hả? Thì đi quý vị cứ đòi đi, quý vị làm đơn đi ha, mà làm đơn mà quý vị dựa vào nói là tôi nghĩ đó là trẻ mồ côi tôi nên tôi mới cho, thì quý vị phải chứng minh nó không phải mồ côi đi nha. Ok, rồi tốn tiền cho luật sư dài dài đòi đi, Nói chung chứ là người ta không có, nói chung người ta là không có kề dao vào cổ quý vị để người ta nói mà mày phải đưa tiền cho tao, quý vị tự nguyện quý vị cho, thì chỉ có một cái là bắt thang lên hỏi ông trời ha, tiền cho rồi có đòi được không. Còn nếu mà quý vị cảm thấy mình bị lừa thì coi như cái đó là mua cho mình một bài học đi, để lần sau quý vị đừng có vội vã vội vàng, đúng không? cái Còn cái việc mà bị tôi chú bắt lại cái hình này trên mạng mà nhiều người nói về sự giống nhau á, thì bị chú bỏ lên cho mọi người tham tham khảo ha, chẳng hạn như cái hình này nè, mà chị thấy không? ông thấy đâu có laptop không? Laptop từng con tôi đang học mà đâu coi được comment với khán giả Không, đâu, nhưng mà nó cái hình đó, nhưng mà cái hình của gì Hoàng Nguyên và Kỳ Duyên á, nhìn hai khuôn mặt rất là giống giống nhau, giống như anh em ruột. thật ra mấy cái sư cô trong đó là tôi chỉ nghe tên, là tôi nhớ cái gương mặt của cô Huyền Trang hay Huyền Trân gì thôi, cô Ngọc Đáp hay gì thôi, chứ còn Kỳ Duyên cái gì tôi không có thấy. Nhưng mà chưa đâu, chưa, không có nói riêng về cái hai anh em đó đâu, nhưng mà không loại trừ là bây giờ cái cô Kỳ Duyên với ông Nhất Nguyên Hằng Nguyên thật sự là anh em ruột đi sao, rồi lỡ ông Lê Tùng Vân này ông nuôi hai anh em thì sao, cũng đâu có nói liên quan đến ông Lê Tùng Vân được. Rồi hả, trong đó có một cái thằng nhóc Đo Sơn Tâm á, bé bé mới được nhận nuôi cách đây năm á, bé Sơn Tâm nó cũng giống với một bé tên là gì ta, Minh Tâm hay Trí Tâm gì đó, giống nhau mà gương mặt tụi nó hao hao nhau đó. Nhưng rồi rồi sao chứng minh được điều gì? Cái quan trọng là bây giờ tôi hỏi thẳng anh Thiện Đạt, bây giờ nói là những cái đứa đó con của Nico nè, anh Thiện Đạt thứ xuống Thiền Am thường xuyên vào tầm khoảng 1 năm 2 năm trước đúng không, anh có thấy mấy cô đó mang bầu không? Dĩ nhiên anh xuống thường xuyên anh phải thấy được cái cô Nico đó có bầu hay không có bầu chứ, anh là đàn ông có vợ rồi mà, thì anh có thấy mấy cô đó mang bầu không? Rồi á, câu chuyện của Thiền Nam mà lùm xùm với anh cũng có liên quan tới vấn đề mà ban đầu là nhờ anh nhận nuôi hai đứa đó đó, Sơn Tâm Hải Tâm á, rồi đi làm giấy tờ không được á, thì nói chung là anh đòi nhận tên là phải họ của anh này kia, ông Lê Tùng Vân ông không chịu á. Vậy thì trong cái giai đoạn đi làm giấy tờ vậy đó, anh cũng phải thừa biết đó là con ruột hay là con nuôi của mấy sư cô mà, đúng không? Phải liên kết lại sự việc chứ. Anh xuống đó thường xuyên sao anh không thấy được cái bụng nào nhỏ, cái bụng nào không nhỏ?
Nhưng mà chắc ảnh chắn hưởng. là cái câu chuyện của anh Thiện Đạt là phải làm rõ, nếu không là ảnh hưởng, nếu mà không đúng là phải ảnh hưởng đến danh dự của anh Thiện Đạt nha. Rồi anh Thiện Đạt bị bên 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 ông Lê Tùng Vân nói là đi vô gõ cửa gì coi coi mấy cái cô gì thay đồ giùm luôn đó, không À, bây giờ ảnh ảnh bên hưởng đến bên danh Thiện dự Nam của thì ảnh thì nói ảnh Thiện cũng phải Đạt. làm rõ vấn đề đó, tất cả vấn đề. Bên Thiện Nam bên Thiện Nam thì nói anh Thiện Đạt vậy thì tôi không biết, tôi chưa có nghe được cái clip đó, nhưng mà nếu mà cho có đi chăng nữa Thiện Nam nói anh vậy ha. Rồi á, bên mà chống lại Thiện Nam nói là người ta vô trong Thiện Nam người ta thấy thuốc ngừa thai, rồi thấy sư cô cho em bé bú, rồi có bằng chứng không? Rồi bà Phương Hằng nói là những cái cô ni cô trong đó là không có bận quần ở chuồng nằm trong phòng đợi ông Lê Tùng Vân á, có bằng chứng không? Toàn là những lời á bịa đặt, không có tin bên ai được hết á. Nhưng mà tôi chỉ hỏi vấn đề mà theo như hợp lý nhất nè, anh Thiện Đạt xuống dưới đó thường xuyên trong giai đoạn mà mấy đứa trẻ đó xuất hiện, anh có thấy sư cô nào có bầu không? Cho dù không có cởi đồ ra thì nhìn cái người mang bầu bận quần áo mình vẫn nhận ra người đó có thai không có thai chứ, đúng không? Thì muốn nói mấy đứa trẻ đó con của sư cô thì cứ hỏi anh Thiện Đạt đó, lúc đó anh có thấy người ta mang bầu không? Thôi nói về Thiền Nam tôi chỉ nói vậy thôi, quý vị muốn ủng hộ hay không đó là quyền của quý vị. Nhưng mà tôi nói thật, tôi cứ coi trong clip của Năm Chú Tiểu, tại vì tôi rất là thích Đức Tâm. Con bé đó vô cùng thông minh mà dễ thương, mà nó ngây thơ lắm, mà tôi rất là thích, tại vì làm những clip rất là vui. Tôi vẫn coi, tôi vẫn cho họ view, họ like. Còn Nói chuyện mà chung cho thì tiền hay mấy đứa không thì tùy trẻ thì tính. bị chú thấy rất là dễ thương, không có vấn đề nhá. Mình thấy mấy 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 đứa trẻ đó rất là dễ thương. Mà dạy dỗ cũng tốt nữa, dạy dỗ cũng tốt nữa, tôi thấy vậy là được rồi. Còn cái chuyện gì giữa người lớn với nhau á, không bên nào chịu bên nào, không ai mà gọi là hoàn toàn vô tội hoặc là tốt trong cái chuyện này á. Mà tôi nói thật, tôi rất là có những cái tôi không thích ở bên Thiền Nam, tức là cái cách nói chuyện của Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên khi mà phản ứng lại với những người chống đối mình á thì cũng hơi gay gắt, cũng giống như Lê Tùng Vân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như những cái người đó họ không gọi là họ không mạnh mẽ, họ không phản ứng mạnh như vậy á, họ đã bị dìm chết từ lâu rồi, nói thẳng với quý vị luôn, họ đã bị ăn thiếp từ lâu rồi. Cứ tối ngày đi vô hết nhìn thấy người kia kiếm chuyện, không cho quấy rối cuộc sống của quý vị thì được, quý vị làm sao mà sống cho nổi. Nói chung là câu Rồi chuyện thì Nga mà chắc cũng phải một thời gian nữa mình mới rõ được. Và nếu mà họ không có gì sai thì sẽ không có gì sai, mà có sai thì cái đó lúc là cơ quan chức năng người ta làm việc vậy thôi. Mình cũng sai không không thể đánh sai giá á, được. sai không sai là trách nhiệm của nhà nước giải quyết đi ha. Rồi quý vị hãy nên để cho người ta có cuộc sống bình yên đi, cái đó không phải trách nhiệm của quý vị. Quý vị đừng có vô mà quý vị nói mà quấy phá gì nữa. Còn mà người ta có lỗi hay không có lỗi, người ta phạm pháp gì, để nhà nước chính quyền giải quyết vậy thôi. Rồi hôm nay có mấy vấn đề vậy thôi. Thật sự là tôi nói về bà Phương Hằng á, nhiều khi bây giờ bực mình quá cũng không muốn nói tới bả, tại vì đối với bản thân tôi á, là quan điểm của tôi là bà Hằng là một cái hình tượng mà đại diện cho cái ác là trong cái xã hội này, trong cái thời đại này. Bả hiện diện cho tất cả những gì là hiện thân của tội lỗi và cái ác, lên khuyến khích ha ngoại tình mại dâm, ha chửi rủa đâm chém. Nghe cái clip mới nhất bà nói bà hầm Đức Hiển với Hằng Ni đi máu me tùm lum trong đó ha, rồi xảo trá ha, xảo trá gian lận. Một người yêu nước thì không có đi trốn thuế, không có đi mua quốc tịch ship, đảo ship gì hết á, mà bà cũng chỉ là Chuyên chuyên ông có kết luận trốn thuế bây giờ cái gì phải có cơ quan chức năng xác nhận và ra 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 tòa mới đó biết nghe. Mình đừng nói là trốn thuế, ra rồi, mình không có bằng chứng gì ra cho mà rồi, nói vậy cũng được. ra rồi, bị phạt 99 tỷ là trốn thuế đó.
Nhưng mà người ta đóng rồi đúng không? thì anh bị phạt cái tội trốn thuế, ông mới bị phải bị đóng 99 tỷ á, thì tôi nói cái tội đó mà ông đã trốn thuế một lần đúng không, mà ông bị phát hiện rồi, còn những chuyện chưa bị phát hiện thì sao. Nhưng mà tôi nói là trốn thuế, nhà nước kết luận trốn thuế đóng 99 tỷ rồi đó, được chưa. Một người yêu nước sao trốn thuế, một Trốn thuế người năm làm mấy, từ năm thiện mấy, có năm tâm. năm 90 tỷ à? Cái đó là trốn thuế khác, mà sai sót trong khai thuế là khác nha. Gì mà sai sót trong khai thuế, ôi ông ơi, ông nói chuyện với con nít thì được, ông làm kinh doanh bao nhiêu năm làm gì có chuyện sai sót, ông chỉ có cố tình ông sai Nếu mà sót trốn thôi, thuế, nếu mà nói trốn cho thuế nghe. luật Việt Nam là bắt ở tù hay là chỉ là phạt thôi? Phạt đó tùy theo mức độ, nếu như ông lần đầu ông phạm lỗi khai mà ông khai không đúng, ông khai sót này kia, người ta phạt ông để ông đóng, ông gọi là cái gì vậy ta, gọi là cái gì, đền bù thiệt hại hay là cái gì giảm thiểu thiệt hại gì đó tôi quên mẹ cái câu rồi, thì ok. Nhưng ông phạm tội lên thế một lần thứ hai và ông tiếp tục cái hành động đó thì ông bị xử hình sự đó, thấy chưa. Thì đã bị phạt trốn thuế 99 tỷ rồi, còn sau nữa điều tra sau này thêm đi ha. Nhưng mà nói tôi nói là vợ chồng ông Dũng với bà Hằng trốn thuế đâu sai, nhà nước kết luận rồi đó 99 tỷ, lại còn lên tuyên bố rằng nếu mà nhà nước không bắt cũng đóng thuế, vậy ông lấy tiền đó đi làm từ thiện. Ủa nếu nhà nước không lôi ra, nếu nhà nước không lôi ra để ông đóng 99 tỷ thì chưa chắc ông lấy 99 tỷ đó làm từ thiện à nha. Giống như cái chuyện mà nói với vụ Võ Hồng Yên đó, lấy lại được tiền của Võ Hồng Yên mười mấy tỷ đó thì sẽ đóng cho từ thiện hết, có đưa từ một đồng nào vô từ thiện chưa ông ơi. Nói chung lại ai muốn tin bà Hằng thì cứ tin đi ha, rồi khi nào mà gọi là cái bộ da người của bà bị lột ra hết trần trụi rồi á thì quý vị chỉ có nước ngậm ngùi là sao mình ngu vậy thôi nhá. Đó là từ lời tôi dành cho những người ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng á. Rồi hôm nay thì có mấy vấn đề đó thôi, còn mà đợi đi coi câu chuyện này tới đâu, tôi coi nhà nước có làm gì với bà nè. Tôi cũng Mà muốn coi coi Võ Hồng Yên nữa. thật sự là cái việc Võ Hồng Yên đáng lẽ phải công bố liền cho thiên hạ biết, mà tại sao tới giờ này vẫn vẫn im không nói. Tôi nói nhà nước là tắc trách đó, chuyện của ông Võ Hồng Yên xong rồi thì giải quyết luôn đi cho nó xong phần nào, còn giải quyết những chuyện khác mà tới hôm nay vẫn không có một cái thông báo nào hết. Mình không phải là người trong cuộc mình cũng bức xúc vậy. Mà hôm bữa coi cái like của Nguyễn Tiến Dũng không? Cái Không, nhưng mà like của Nguyễn Tiến Dũng mà với chị Susan Trần á, tôi thấy chị đã nói rất là hay nha. Mà cũng giống ý như hôm bữa tôi đã nói với quý vị rồi á, tôi đã nói sơ sơ qua rồi cũng y chang vậy thôi. Bà Phương Hằng đang muốn quậy banh lên, lôi hết người này lôi tới người kia không trừ một ai ra, rồi luôn luôn mở miệng nói yêu dân yêu nước vì chính nghĩa vì nhân dân, để làm chi, để cho những kiều bào ở hải ngoại ở nước ngoài đó, họ không biết sự thật á, họ nghĩ bà này đấu tranh vì nhân dân rồi bị nhà nước trù dập nha, để cầu mong một cái vé tị nạn đi đâu đó nha. Nhưng mà núi cao còn có núi cao hơn, Việt kiều á, những cái cô chú ở bên nước ngoài có nhiều người họ rất là sáng suốt, họ không tin bà đâu. Bà quên cái chuyện bà xin tị nạn đi nha, có một nước nó sẽ chấp nhận tị nạn cho bà đó. Thằng kế bên á, thằng phương Bắc á, cái bên nước mình á thì may ra nó ghi nhận công ơn của bà rồi nó cho bà tị nạn thôi, chứ còn mà bà quên đi đi tị nạn nước khác. Mà tại sao tôi phải tốn công lên tôi nói với quý vị nghe để quý vị hiểu rõ cái con người này, cho nên tôi lặp lại, sau này nhà nước có xử lý bả đó thì xử lý bả vì những cái tội lỗi, những cái phạm vi phạm của bả chứ không phải vì nhân dân, quý vị đừng có để bả ma mị thế thôi. Vậy nha, hôm nay nói Rồi cũng gần tiếng rồi đó Vũ Nguyễn. rồi, cảm ơn chị nói nhiều. Nếu mà mọi người nói là việc di chú bên Việt bà Hằng á, thì tối với việc di chú thì làm truyền thông thì chia sẻ cả quan điểm hai bên, nhưng mà việc di chú cũng đưa quan điểm là bà Hằng nên 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 kết thúc việc
việc lên truyền thông và live stream nữa, thì theo mình quan điểm của ý chú á, là từng mình đánh giá từng câu chuyện, từng vấn đề khác nhau trong cái câu tổng thể câu chuyện đó. Những câu chuyện nào mà mình thấy bà Hằng làm ok thì mình nói ok, còn nếu mà bà sai thì việc ghi chú cũng để cho khách nào khán giả hoặc là những người speaker lên mình đưa ra những vấn đề sai, cái đó mình vị chủ rất là hoan nghênh, không có vấn đề gì hết. Mình làm truyền thông mình rất là hoan nghênh cả hai phía, nhưng mà đặc biệt là nói những cái sai mình vẫn rõ ràng, mình vẫn đưa đưa ra cho mọi người chia sẻ. Đó là cách làm vị chủ rồi. Đúng rồi, thì tôi thấy trong cái vụ mà phỏng vấn ông Mai Sài Gòn thì ông cũng nêu lên những câu hỏi rất là hóc búa mà cả ông Mai ông trả lời cũng không được. Coi như là nói chung là diễn đàn của Việt Di Chú á, thì tôi vẫn vẫn ủng hộ là ý kiến khán giả thì không phải là quan điểm của Việt Di Chú, ok. Còn khi mà mỗi người lên nói thì Việt Di Chú cũng đặt câu hỏi cho khán giả, cho khách mời để mà khách mời làm rõ thêm vấn đề họ muốn trình bày thôi nha. Cho nên mọi người đừng có nói ông Việt Di Chú là bênh bà Hằng hay gì hết. Nói chung là ổng có bênh cũng không được gì đâu, ổng không có bộ ria. Cho nên cũng không có được hành tắm đêm của chị Hằng, cho nên ổng không cần bênh đâu nha quý vị. Tào lao nữa. Ok, hôm ba chín. Vậy nha.